cái phản ứng của cơ thể đó là nó ngứa, nó dị ứng rồi. Dạ. Nên là nó báo hiệu cho mình rằng là cơ thể đang bị ảnh hưởng của các cái loại hóa mỹ phẩm đó, đang không chịu nổi, đang Dạ. phải phát ngứa lên rồi. Thì mọi người hãy tỉnh táo để mà mình lắng nghe được cơ thể mình nó đang muốn nói gì với mình. Dạ, thưa cô cho em hỏi một câu nữa được không cô? Dạ Mẹ vâng. của em 83 tuổi rồi, bà hay bị cái da đầu nó bị ngứa cô. Mà đi bác sĩ về da cho mấy cái xà bông đồ về gọi mà cũng không có đỡ. Nó bị ngứa quá, cô có cái gì chỉ cho em. Trời ơi, chị hỏi thì từ cái lớp căn bản chị hỏi sang lớp làm đẹp Không. rồi. Bởi vì lớp diện trần làm đẹp Oh. thì hướng dẫn cho mọi người ấy sẽ là tự làm được những cái đồ mình gọi là làm sạch, chăm sóc cơ thể từ đầu đến chân. Ví Dạ. dụ như về cái phần ngứa da đầu của mẹ chị thì việc đầu tiên là dừng tất cả các loại hóa mỹ phẩm đưa lên cơ thể, kể cả là sữa tắm hay là dầu gội hay là các cái loại kem gì đó, bởi vì cái phản ứng của cơ thể đó là nó ngứa, nó dị ứng Dạ. rồi, nên là nó báo hiệu cho mình rằng là cơ thể đang bị ảnh hưởng của các cái loại hóa mỹ phẩm đó, đang không chịu nổi, đang Dạ. phải phát ngứa lên rồi. Thì mọi người hãy tỉnh táo để mà mình lắng nghe được cơ thể mình nó đang muốn nói gì với mình. Dạ. Bản Dạ. thân em thì cũng không có nhận ra được những cái điều đó từ sớm đâu. 2017 là cái thời điểm mà em bắt đầu nghiên cứu về diện trần làm đẹp. Thế và mình lúc đó mình cũng xài rất là nhiều các cái loại đồ mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm khác. Ví dụ như là về sữa rửa mặt thì cũng xài cái loại sữa rửa mặt tạo bọt hữu cơ tốt nhất của Pháp nhập khẩu rồi đấy. Nhưng mà vẫn thấy là nó không có làm mình thoải mái hay là tự tin hay là tự do hơn. Thế còn cái da đầu của mẹ chị thì bây giờ đầu tiên là dừng lại các cái loại hóa chất mỹ phẩm đưa lên cơ thể, sức lên cơ thể mỗi ngày. Bởi vì nó dị ứng với một cái loại nào đó nên là nó phản ứng ra bên ngoài là nó ngứa. Dạ, bà Là không biểu hiện. có xài mỹ phẩm gì hết cô, tại vì mấy tháng nay, cỡ 6 tháng nay bà bị nổi, bị mổ cái mực ở trong người á cô. Dạ, cho nên là không biết có cái mực nó làm cho cái phản ứng ngứa như vậy không cô. Mà Cái bây mật giờ đúng nếu dạ cái mực đó. không? Nếu mà là mấy tháng nay mổ, nhưng mà mật là bị làm sao mà lại mổ ạ? Dạ bị sạn. À, mổ sỏi mật đúng không? Nó cũng sẽ một phần nào đấy ảnh hưởng. Còn bây giờ là đầu bà cũng không gội bằng hóa chất gì luôn. Dạ không, rồi em mới nói bác sĩ cho loại xà bông nhẹ nhất, xài cái baby shampoo cũng không có được, em nói thôi bây giờ cứ xài nước lạnh thử coi làm sao. Dạ Ở bên mà đó thì chắc là cũng chanh cũng có quất đúng không? Tắc tắc. dạ có cô. Vâng, thì bây giờ một á là gội đầu bằng nước vo gạo để lắng. Hai á là mình gội chanh và quất. Một trong Dạ. hai cái thứ đó, hoặc là nước vo gạo mình vo xong rồi mình để lắng, mình lấy cái nước trong mình gội á. Dạ. Rồi mình có thể vắt một chút chanh vào cũng được. Dạ. Tuy nhiên á, nếu mà vấn đề của mẹ chị là vừa mới phẫu thuật túi mật xong á, thì chị có thể lấy que giò và chị giò sinh huyệt vào cái vùng huyệt 41, 50, 233 để mình xem, mình tác động, mình tô màu vào vùng đó để hỗ trợ cho cơ thể nó phục hồi nhanh hơn, nó điều chỉnh cái chức năng của gan mật hiệu quả hơn. Dạ. Thế còn chị nên học điện trần, bởi vì cái bệnh mà đã sỏi túi mật ấy, thì không phải mổ một lần là nó hết, mà mình cần học cách để mình chữa và Dạ. mình điều chỉnh cho cơ thể, chứ mổ xong một lần mà nó đã có sỏi thì nó lại quay lại lần tiếp theo, chứ Dạ. không phải cứ có sỏi mổ đi là nó hết đâu. Dạ. Thì mình có thể chị tìm cái bài gọi là ngũ hành tương sinh hoặc là bài tô màu á để chị xem thêm.
Dạ. Thực ra thì những cái kiến thức căn bản của diện chẩn các thầy cô đã cho miễn phí lên YouTube rất nhiều. Thế nhưng vấn đề là nó là những cái trang sách rời rạc. Nó không phải là một cái bức tranh tổng thể. Mình ở trong một cái biển kiến thức như vậy, mình không biết lúc nào dùng cái nào hết. Từ Dạ. khi mà mình học bài bản lần lượt trình tự theo khóa học và có sự dẫn dắt của các thầy cô á, thì mình mới biết được rằng là mình cần dùng cái gì, logic ra làm sao, lúc nào thì mình dùng. Đó. Nếu mà mình cứ mất thời gian mình lò mò, mình xem, tự xem rồi đến bệnh nào rồi mình đi tìm cái bệnh đó thì nó cũng sẽ cũng được, nó cũng khỏi thôi, nhưng mà nó lâu. Còn khi mà mình học căn bản rồi, mình nắm chắc được kiến thức rồi, mình linh hoạt mình sử dụng những cái kiến thức đó rồi thì mình sẽ rút ngắn thời gian nghiên cứu rất nhiều ạ. Dạ, có cái lần đầu á mẹ em mổ mực về đó, rồi xong 2 tuần sau á thì em cũng có cái que giò em cũng làm cho bà 6 vùng sinh mệnh, rồi em cũng tô tô màu, em tô xong rồi cái bà tự nhiên bà nằm bà ngủ em sợ quá, em sợ quá cái ngồi nữa nữa em bóp tay bóp chân cái bà tỉnh dậy bà nói chứ mày làm cái gì cho tao mà sao tao cảm thấy nó khỏe trong người quá mà cái da mặt nó hồng hào lại á cô. Rồi Dạ. kìa ủa xong em cũng làm cây què em cũng làm cho bà nữa, bà thấy cứ mỗi lần em làm xong bà thấy bà khỏe trong người. Tốt quá rồi. Vậy thì chị tiếp tục làm như vậy đi. Và cái ngứa da đầu của mẹ chị thì chị tiếp tục làm ngũ hành tương sinh, tiếp tục gạch thêm một cái vùng mật và không dùng những cái loại hóa chất mình gội đầu nữa, mình dùng sang các cái đồ thiên nhiên nhé. Cào đầu thêm. Cào đầu hả cô? Kỳ này em xin mua cái sách với lại em muốn mua mấy cái đồ dụng cụ về để em chữa bệnh cho mấy người luôn. Dạ. Chị có thể nhắn tin cho các chuyên viên trong phòng Zoom á để mọi người hỗ trợ chị. Còn nếu mà chị dùng Zalo thì chị để lại số Zalo. Em cảm ơn cô, em chào cô. Hôm nay em với cô rất là happy. Cô Ngọc Anh quá. Dạ, cảm ơn chị. Em chào cô. Dạ vâng. Đón mọi người vào phòng Zoom đặt câu hỏi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm thì đấy là cái niềm vui mỗi ngày của chương trình chào buổi sáng. Nên là mọi người đừng ngại khi mà mình giơ tay mình đặt câu hỏi. Đây chính là cái khoảng thời gian mà Diện Trần Online muốn rằng là sẽ dành cho cộng đồng, từ 5:30 cho tới 7 giờ sáng mỗi ngày để mình cùng nhau chia sẻ, giải đáp các cái thắc mắc, các cái câu hỏi và kết nối gia đình Diện Trần, đại cộng đồng Diện Trần với nhau. Mọi người có thấy không, là mình ngồi ở trong nước, mình ngồi ở nhà mình thôi, nhưng mà mình cũng kết nối được với khắp đất nước Việt Nam từ Bắc tới Nam, đúng không ạ? Rồi bây giờ còn kết nối được cả với các người Việt ở nước ngoài nữa, thì đó là cái cũng như là một cái sứ mệnh, cũng là như là một cái niềm vui của Diện Trần Online buổi sáng.